Ê, nè, rồi cái gì nữa đây? Tự nhiên đưa quần khăn giấy. Biết rồi còn hỏi. Anh làm ơn anh nhảy giùm em nháy chứ giờ mỗi lần cởi quần đi đáy nó cứ như cứng. Hả? Alo, bà nói sao? Bà nội đau bụng đẻ hả? Rồi con chạy qua liền. Ê, khoan đã. Sao lại đẻ ngay lúc này? Bực bội. Rồi, bây giờ em ngồi yên đây để chị chích thuốc nha. Dạ, ok chị. Wow, em trai mới lớn. Chị chơi này chết em rồi chị ơi. Em chờ một chút, chị đang lấy thuốc. Thằng nhóc đang địa rất chắc luôn. Không xong rồi chị. Ra rồi chị. Đúng là một trai mới lớn, mình mới xài có một chiêu nhỏ là bắn mẹ ra quần. Ê, đứng lại. Đứng lại. Giật đồ hả? Để tôi. Mày hả bưởi lụm. Bắt nó. Ủa? Là hai đứa chạy theo xe buýt hả? Chứ không phải. Không phải cái gì bà nội? Bộ kiếp trước tôi với bà có thù với nhau hả? Ây dạ. Tự nhiên bây giờ thấy nhức đầu. Chóng mặt. Mắt ói nữa. Rồi ngày đầu đi tập. Tập 5 phút thôi được rồi. Ngày mai tập tiếp. Đi kỳ cha nội. Rồi sao? Dân tập tạ thích đi sao đi à? Đó, dân tập tạ ta đi vậy đó không đó. Để coi, hạn sử dụng 12 giờ, uống ngay hết giờ. À dạ, cũng may dậy sớm, còn được 1 phút rót lẹ để hết giờ. Sữa lúc này cũng làm, cũng có quy định thời gian. Rồi, thôi xong, không kẹp mà. Quến cục như xương xa về sau uống. Cho 12 giờ 5, cho đúng 12 giờ. Ê, nhóc, mày đâu lại đây câu cá nha? Mày không nhìn thấy cái bảng cấm câu đằng kia không mày? Cá nuôi không biết hả? Của tao nghe không? Câu có mấy con cá làm thấy ghê. Không câu thì không câu cái gì. Cá người ta nuôi làm như cá không nội để lợi. Muốn câu phải mua vé đàng hoàng. Không thôi ít ra phải xin chứ. Câu lại câu. Ê, càng. Có lý à nha. Cá này bự không. Ê, nữa. Nhưng không kẹp này chắc mấy con cá nhỏ nó phá mồi rồi. Đây. Chơi lớn vậy fan. Câu không được xuống bắt luôn fan. Con cá bự lắm. Cỡ chục ký nó kéo luôn gần nè. Ê, đánh dài. Dạ, em đánh dài. Đánh dài mà đánh bóng giùm anh đôi dép. Dép này dép xịn, anh mua dép xịn nên anh không dám trà nước, sợ nó bung keo. Ok luôn anh trai, mang đỡ đôi dép này đi. Để em xử lý đôi dép của anh nha. Chà, anh trai cũng thích chơi bóng nữa hả? Bóng đá mày, nói gì thiếu văn thiếu từ. Ta hiểu lầm anh chết. Dạ, em có lỗi quá, tại em nói cho nó lẹ mà. Em tiết kiệm lời nói lắm. Cái bánh mì ngọt cắt cổ cũng chết rồi. Cắt nước. Chơi luôn. Có lý. Thằng làm chết mẹ, thằng ngồi không. Ăn cái sao đủ đô thấm. Lỡ ăn rồi, còn hai cái để làm mẹ gì. Quất luôn đi. Để dành cái lát về cho nhóc. Cắt nước quá. No. Rồi xong rồi anh được ơi. Đôi dép anh làm xong rồi nè. Cho em xin năm mà thôi khỏi đi. Hôm nay thấy anh đẹp trai, em khuyến mãi làm miễn phí cho anh luôn đó. Cho em xin lại đôi dép. Em đi nha anh ruột. Ê khoan đã. Cái dĩa đồ ăn của tao đâu? Em đâu có. Nãy giờ có tao với mày ngồi đây, mày không ăn à? Em không có rồi nha. Mẹ em dạy rồi, nghèo cho sạch, đói thì cho no. Ai cho thì ăn chứ không ăn cắp nha. Ui, ông chủ, lại đây. Cắt cho thử miếng này cái coi. Này hả, bán 1kg 50 nha. Cắt miếng thử đi, ăn ngon người ta mới mua. Này chưa ngon lắm. Đầu cắt thử cái miếng này coi. Này là lòng heo ốp sa tế nướng nè. Ngon lắm. Này bán có 30.000 ăn lạng nè. Đầu để thử coi. Cũng được á. Rồi bây giờ chú mua cái nào đi chứ nãy giờ chú thử nhiều rồi. Gì vậy em mới có thử 2 miếng ông này nói hơi quá. Tóm lại là chú mua cái nào? Cho thử miếng này nữa đi. Một miếng này nữa thôi á. Đồ người ta bán mà chú cứ lại chú thử hoài. Thì mua người ta phải cho người ta thử ngon người ta mới mua chứ. Ông đi mua quần mua áo ông có thử không?
Rồi, giờ thử xong hết rồi, kết luận không ngon, tôi không có mua, tôi về. Ê, mày giỡn mặt với tao hả mày? Cái đồ này là tao nướng tao bán chứ không phải là tao ở đây mở ra làm cái chỗ từ thiện nhau mày. Ông bán kệ ông chứ tôi nói không ngon là tôi không mua. Tao hỏi mày lần cuối mày có mua không? Nè nha, nãy tôi lại tôi hỏi nói với ông là tôi thử đồ ngon thì tôi mới mua, không ngon là tôi không có mua nghe không? Trong túi không có ăn cắt nữa tiền đâu mua. À thì ra là mày là thằng chuyên gia ăn quịch. Hồi nãy là mày lại là tao nghi là mày kêu miếng tim, miếng gan, miếng phèo. Sao mày không đem theo lít rượu luôn đi? Có, hồi sáng có chuẩn bị đông sẵn một lít rồi. Nhưng mà lúc đi quên mất tiêu để nhà luôn rồi. Hahahaha.